50 triệu nè, cất lên đi, cầm đi. Tiền tôi đã lấy rồi, vợ muốn lấy gì của tôi thì lấy đi. Nhưng mà tôi nói trước, ông đã lấy cái thứ gì mà ông muốn rồi thì bất kể lúc nào tôi cần tiền ông cũng phải đưa tôi, bất kể là bao nhiêu, ông nhớ không? Tôi nhớ mà. Ba hướng này nói một là một, hai là hai, em yên tâm đi. Ông mà nuốt lời tôi sẽ giết ông. Đã yêu quá. Cô em kìa, anh thích em không hết. Làm gì có chuyện anh làm điều gì trái với em chứ. Em muốn bao nhiêu anh cũng chiều em hết, em yên tâm đi. Thôi mà nè, nè, em tới đây vì em có biết không vậy? Ông mà nói với bà, tôi giết ông đó. Em cũng biết là anh đâu có ưa rắc rối đâu. Bác sĩ nói như thế nào? Ông không cần biết mà. Em phải nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ lấy lại tiền ra. Chị bị ung thư, chị cần tiền phẫu thuật. Ung thư? Em đừng lo quá. Bác sĩ nói là giai đoạn cuối rồi. Tại sao? Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà em không nói sớm cho tôi biết chứ? Nói với ông thì có làm được gì đâu. Dậy đi. Ông nói thiệt không? Ông sẽ không lấy lại tiền chứ? Đúng là trẻ con. Em đi về đi, không thôi tôi đổi ý à. Đi về. Ông không hối hận chứ? Tôi cần nhiều tiền để chữa bệnh cho gì lắm. Chuyện đó tôi sẽ lo, yên tâm đi. Tôi cảm ơn ông. Tôi hứa là nhất định sau này sẽ kiếm nhiều tiền để trả lại cho ông mà. Em không cần phải trả tôi đâu. Hiện tại bây giờ tôi còn không biết tôi đang làm cái trò gì nữa đây nè. Chú đang làm gì tốt, rất tốt. Chú cứu gì tôi, chú cứu tôi. Tôi biết ơn chú nhiều lắm. Thôi, em biết ơn tôi là gì. Vậy đi. Tôi nhất định sẽ trả cho chú. Cảm ơn chú. Cố gắng ăn đi em, ăn cho nhiều vô. Ăn đi. Thôi, bác sĩ nói ráng ăn nhiều để con làm phẫu thuật nữa. Nghe lời chị đi. Em không ăn đâu. Cố gắng ăn một miếng đi em ha. Em đã nói là em không ăn mà. Chị nói con Phương nó đi có một chút à, sao nó đi lâu vậy? Hơi đâu mà em lo cho nó. Tự dưng từ sáng tới giờ em nóng ruột quá. Chị, giống như cái cảm giác mà ba con Phương đi về quê rồi chết đó. Nói tầm bậy tầm bạ. Không có chuyện gì đâu. Tại vì em đang bệnh cho nên em hơi lo vậy thôi. Em nói thiệt mà, không phải tự dưng mà em lo đâu. Chị, lúc nó đi chị thấy nó có cái gì lạ không? Đâu có thấy gì đâu. Chị thấy nó hơi vội vã thôi à. Ơ kìa, trời ơi, mới nhắc về tới rồi kìa. Gì? Nè, nó còn nguyên dạng nè. Hết lo chưa? Con đi đâu về vậy? Dạ, con tới trường. Có thiệt không? Dạ, dạ thiệt mà gì. Con chạy lên trường mượn mấy cái này của bạn. Đây nè gì. Ờ thấy chưa, thấy không? Dì đó có sai đâu. Nó tới trường mà. Ờ nè, dì dạ. Con đồng ý làm phẫu thuật rồi đó. Bác sĩ nói con mau làm thủ tục coi phẫu thuật cho dì con đi. Dạ. Vậy để bây giờ con đi làm liền. Đi liền, đi liền đi con. Dì ơi, làm phẫu thuật sao mau hết bệnh lắm á. Phương. Dạ. Con có biết tiền phẫu thuật là bao nhiêu không? Con có tiền đóng không?
Dạ con đã hỏi bác sĩ. Dì đừng có lo. Ngồi xuống đi con. Con ngồi xuống đi. Con đừng giấu gì. Con làm gì mà có tiền? Dạ đâu có bao nhiêu đâu dì. Tiền con để dành. Con nói dối. Chi phí phẫu thuật tới mấy chục triệu. Con nói để dành là có hả? Con làm cái gì giấu gì phải không Phương? Dì đừng có giận con. Con không có làm gì bậy hết á. Có thiệt không? Dạ thiệt mà dì. Con thề đi. Thôi mà em, con Phương có bao giờ dám nói dối em đâu. Đưa túi xách cho dì. Dì đưa túi xách cho dì. Đi cái gì đi con. Con dì nghe ơi. Dì đừng có giận mà dì. Dì ơi, con đưa túi cho dì nè dì. Dì ơi. Dì. Dì. Phương. Tiền ở đâu ra? Hả? Ở đâu mà con có số tiền này? Hả? Dì đừng có giận con. Con mà không nói, dì chết trước mặt con cho con vừa lòng. Cứ con nói mà dì. Dì đừng có giận con mà dì. Con nói mau. Con làm gì mà có số tiền lớn như vậy? Hả? Con không có làm gì hết. Là chú Ba Hấn đưa cho con. Trời. Nói cái gì? Trời ơi, ông trời trừng phạt tôi rồi. Dì ơi. Phương ơi, con dám làm chuyện đó hả Phương? Tại sao con làm như vậy hả Phương? Dì. Phương ơi, con giết gì rồi Phương ơi? Không có mà dì ơi, không phải đâu. Con không có sao hết mà dì ơi. Tại sao con làm vậy hả con? Thằng khốn nạn. Dì. Dì ơi. Dì đâu có làm đâu mà dì. Tao cảnh cáo mày rồi mà mày giận là. Dì ơi. Mày tao giết chết. Đừng mà dì. Đi mà. Nè. Nè. Một lúc rồi từ từ em mới nói đó. Em đừng làm vậy hại sức khỏe của em đó. Người con sai mà dì ơi. Con sai rồi. Dì đừng có như vậy mà dì ơi. Tại sao vậy? Tại sao con dám làm chuyện động trời vậy hả Phương? Trời ơi. Rồi bây giờ mặt mũi nào mà dì gặp ba con? Mày giết tao rồi. Không phải đâu mà dì ơi. Mày tỉnh đi. Không phải đâu dì. Chú Ba Hấn là người tốt mà. Chú không bắt con làm gì hết á. Dám giác mặt tới đây nữa hả? Có tin là tôi giết anh không?
Trời đất ơi, anh làm gì mà em hung dữ gì vậy? Giận anh vụ gì nữa đây? Gì vậy? Ê, nè, gì vậy? Ê, nè. Mày mà tới đây, tao bầm xác mày ra đó. Anh làm gì em mà em giận dữ vậy? Sao nóng như Trương Phi vậy? Trời đất ơi, nhìn cái tướng của em kìa, ai mà nói em bệnh hoạn đâu. Mày còn dám nói như vậy hả? Mày khốn nạn quá mà. Nè, đồ con quái vật. Bây giờ đang bệnh muốn chửi gì chửi đại đi. Đời anh á, chỉ duy nhất một mình em á là dám chửi anh thôi á. Mày khốn nạn quá mà. Tại sao mày dám làm chuyện đồi bại như vậy hả? Mà chuyện gì? Nãy giờ em nói gì anh không hiểu gì hết trơn á. Anh làm gì cho em giận dữ vậy? Mày đã làm gì con bé rồi? Tao đã cảnh cáo mày rồi. Mà tại sao mày... mày còn dám làm như vậy hả ba hớ? Chuyện đó đó hả? Em biết hết rồi hả? Mày không còn là con người mà. Mày nói mau, mày đã làm gì nó rồi? Với em, anh thề với em là chưa hề đụng tới con bé đó luôn. Mày có chết trước mặt tao, tao cũng không tin mày đâu. Bây giờ em nói đi, bây giờ anh phải làm sao cho em tin đây? Thì nè, từ từ nói. Đầu á, thật tình anh cũng có ý xấu với nó thiệt. Nhưng mà anh biết được á, nó làm vậy để kiếm tiền lo bệnh cho em. Thì em nghĩ đi, cho dù anh có xấu xa đến cỡ nào đi nữa, anh có thể làm được gì với nó chứ? Vấn đề chỉ có đơn giản vậy thôi á. Mày nói thật chứ? Không có gì xảy ra chứ? Thiệt, thiệt 100% y như là anh đang đứng trước mặt em đây nè. Thôi đừng có giận nữa, đang bệnh hoạn mà giận kiểu này không có được đâu. Em cũng biết là anh yếu bóng vía trước mặt em mà, đúng không? Đi về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Thôi mà em, anh có làm gì đâu. Thôi tha cho anh đi nha. Anh biến đi. Tôi cảnh cáo anh rồi đó, anh không được tới gần con bé. Được rồi, yên tâm cái chuyện đó đi. Anh hứa với em là anh sẽ cách xa nó 3 mét, chịu không? 3 mét. Thôi không thích anh ở đây nữa thì anh đi về. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em biết không, anh có đem cho em mấy cái hộp thực phẩm. Thứ này á, nếu em mệt á, không muốn ăn cơm cháo hay là đồ cứng á, thì em lấy uống thay cho 2 bữa ăn, rất là lành mạnh, rất là bổ dưỡng. Anh đem về hết đi, tôi không cần mấy cái đó đâu. Em mà không nhận á, là anh không có đi về đâu rồi nha. Coi ai gan hơn ai. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đi về đi. Thôi anh về nha. Bữa khác em hiền, em dễ thương, anh lại tới ha. Anh về ạ. À.